Hồi chưa Nhật Đức gặp một cái gia đình bên Mỹ, bốn thành viên người lớn, ba đứa nhỏ, là bảy người từ bên Mỹ về. Họ gặp Nhật Đức, họ nói rằng nguyên một cái gia đình của họ bên Mỹ, một chục người, toàn bộ nghe Nhật Đức giảng hết. Ba đứa bé nhỏ bên Mỹ nó cũng nghe Nhật Đức giảng luôn. Nó vừa gặp Nhật Đức nó chạy lại, thầy, thầy. Mà nó không nói được cái tiếng Việt Nam gành, mà nó kêu mình bằng thầy, thầy mà chạy đến gần mình, mà nó thích mình vô cùng. Thì họ nói rằng từ khi nghe thầy giảng vui thiệt là vui, mà thiệt tình cái việc làm mọi việc nó đều tốt đẹp, đều là cỡ mở tâm tư, vợ chồng sống càng hạnh phúc. Vậy thấy không? Cái việc rất đơn giản mà mỗi ngày nhắc nhở người ta. Vì biết vì sao chùa mình đông hay không? Vì chùa mình thường thuyết pháp, trên mạng người ta nghe đầy nên người ta mới tập trung về đây nè. Những đức mà không thuyết pháp vì đường dây nào là kéo quý vị. Rồi nếu như mỗi ngày mà không nhắc nhở quý vị thì làm sao quý vị niệm Phật tinh tấn được? Cái người mà mới vô chùa tu phát tâm mạnh, nhưng nếu không được thúc đẩy, không được dạy, là họ sẽ lui sụt tâm bồ đề, tu sẽ lui sụt lại, quý vị phải nhớ. Nên á, mỗi ngày cần nghe pháp để cởi mở tâm tư, để nó thúc đẩy mình cái việc tu giải thoát là cái quan trọng. Nên á, bốn thời tu, Nhật Đức bên kia Nhật Đức ngồi suy nghĩ, nó chỉ có 10 phút đầu là nói chuyện thôi. Mà lúc trước là MP3 đúng không? Bữa nay Nhật Đức thu hình luôn. Và 10 phút đó Nhật Đức đánh vào trọng lượng cực kỳ mạnh luôn. Hồi sáng Nhật Đức chia sẻ 4 bài pháp ngắn, kém vào cái thời khóa tu đó lại, thành có hình luôn. Thì một ngày quý vị lên tu 4 thờ là quý vị đều được nghe 4 đoạn đó là cực kỳ quan trọng. Hoàn toàn rất trọng lượng. Tại vì sao? Nhật Đức đi vào tinh hoa chính, trọng lượng nhất. Nhất là những công đoạn Nhật Đức nói quan trọng là gì? Khi mình đi vô đây mình tu, mình hãy nghĩ ông bà, tổ tiên, cha mẹ, đời này hay nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta bây giờ đang đọa lạc, đang chờ mình đó. Vì nghĩ như vậy thì vị sẽ không giải đãi đâu. Chúng ta đây có một số buồn khổ, chán nản, bị một sự cố gì, một cái khổ, sự khổ đau trong tam đồ ác đạo, tỷ tỷ tỷ, ba cái tỷ khổ đau của tam đồ ác đạo gì đó thì phải nhớ kỹ. Nên á, chúng ta hãy nghĩ về họ mà mình dũng mãnh tinh tấn niệm Phật, dũng mãnh tinh tấn mình làm những việc ý nghĩa trong chùa chiền, mà đang làm gì mình cực lực nhiệt tình mình làm để đem cái phước duyên đó mình hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên của mình, vì mình được ở trong ngôi nhà tam bảo. Nên khi Đức Phật còn tại thế đi khất thực với tôn giả A Nan mà thấy một nhóm quỷ thì buồn, một nhóm quỷ thì vui. Khi đi đến một cái chỗ ngồi, tôn giả A Nan thỉnh Phật, vì sao nhóm quỷ kia vui, nhóm quỷ này khổ buồn? Đức Phật nói rằng cái nhóm quỷ vui kia đó sắp sửa được đi đầu thai, vì con cháu dòng họ của họ biết tu hành, ăn chay niệm Phật, đám dỗ làm đồ chay, tụng kinh niệm Phật, làm thiện hồi hướng cho họ, nhờ cái công đức của con cháu hồi hướng, mà bây giờ họ sắp sửa siêu thoát, họ mừng. Còn cái nhóm quỷ mà khóc la kia là con cháu không biết tu hành gì cả, tạo nghiệp sát sanh, hại vật, hại người, đám dỗ thì sát sanh hại vật, xả xuống. Nên những cái loài quỷ này nó không mong mỏi cái ngày được siêu thoát, nên nó khóc thê thảm vô cùng. Quý vị biết rằng tam đồ ác đạo mà lọt vào nó khổ cỡ nào chưa? Địa ngục mà mình nói, mà trong một ngày mà xác mình đầy trong địa ngục, cứ chặt đầu là một ngày đầy ở trong địa ngục. Địa ngục lớn cỡ nào mà đầy xác của mình trong đó. Lột da thì cứ lột da hoài, móc mắt thì cứ móc mắt hoài, mổ bụng thì cứ mổ bụng hoài, moi ruột thì cứ moi ruột hoài, còn để vô cối xay thì cứ để vô cối xay hoài. Con người mà đang sống vậy đó, mà có cái cối cực kỳ bự luôn, quỷ sứ nó bắt mình, nó liếng mình vào cái cối đó, rồi nó cứ xay mình từ từ, xay nhừ ra hết thịt da xương của mình, như cũng như là bị bầm thịt heo ngày xưa ngoài đời mà bầm vậy đó, mà làm chả rồi làm nhân này nhân kia đó. Quý vị trong đây chắc chắn là có những người bầm thịt gà, thịt heo rồi đó, với bánh xèo chiên mỗi năm mùng 5 tháng 5 đó, bị bầm thịt đó, như gà với ếch được bầm vô đó, quý vị làm nhân bánh xèo đó. Thì y rang như vậy luôn, cái quả báo của trong địa ngục là trong cái nhà bếp quý vị giết chúng sanh sao đó, thì vì đọa địa ngục nó hành như vậy đó. Mà nó vô lượng kiếp nên cái tâm sân hận nó cứ câu thúc cái tâm sân hận.
Nó đời đời kiếp kiếp dài cực kỳ, ở trong địa ngục là lâu nhất. Còn vị biết rằng là cái tội lỗi mà dối trá gạt người, chửi cha mắng mẹ, chịu cái quả báo gì không? Nước đồng sôi chế vào cổ họng. Quý vị biết rằng người ta đúc một cái chuông á, là đồng á, nguyên chất, người ta đốt cho nó chảy ra thành nước, mà nước đó toàn là lửa không à, thì người ta đổ người ta làm cái chuông. Vậy đó mà cái loại nước đồng sôi đó, đó mà bắt mình hả miệng ra, bưng nước đồng sôi chế vào cổ họng mình, chế vô miệng mình, chế đi đâu là nó lọt ra đến đó. Vậy mà thời gian dài, cực kỳ dài, phải chịu cái quả báo trong địa ngục như vậy. Rồi cột đồng thì lửa cháy phần ôm cột đồng kéo lên kéo xuống, khổ đau cung cực ở trong địa ngục. Thời gian trong địa ngục cực kỳ dài, thời gian trong địa ngục là dài nhất. Thời gian của quỷ đạo ngắn hơn mà cũng là quá dài. Quý vị biết rằng có những loài quỷ mà 500 năm mà chưa từng được ăn một cái gì, chỉ được liếm một miếng đàm. Khi 500 năm đến chu kỳ là người ta khạc một miếng đàm, chạy lại dành mỗi người liếm một miếng. Cảnh giới quỷ đạo như vậy. Đọa vào cảnh giới quỷ đạo là cái nghiệp duyên của tham lam quá nặng. Đói khát, mình ở đây đói vài ngày là mình chết, vì mình không phải là trong quỷ đạo. Như vậy mà trong quỷ đạo cái quả báo phải chịu đói khát 500 năm, chỉ liếm một miếng đàm mà phải chịu đói khát như vậy. Ghen rỉ đau, đau đớn vô cùng mà không chết. Bởi vì mới nói là đọa trong là quỷ đạo. Quả báo quý vị. Còn súc sanh, bảy vị Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến, 8 vạn kiếp mà chưa thoát thân bồ câu. Vì thấy quỷ đạo là thời gian ngắn hơn địa ngục, súc sanh thời gian ngắn hơn ngạ quỷ mà còn dài như vậy. Quý vị coi tam đồ ác đạo cỡ nào chưa. Mà ông bà tổ tiên chúng ta, cha mẹ chúng ta đời này hay nhiều đời nhiều kiếp là đọa trong tam đồ ác đạo nhiều lắm. Quý vị coi, chúng ta ngồi đây, tất cả chúng ta ngồi đây được thân người là tu từ đâu? Năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ được năm giới này phải là 75%, 80% trở lên quý vị mới được thân người. Được thân người nó có thượng trung hạ. Nếu như quý vị chỉ có trên trung bình thì là bậc hạ đó. Nhớ nghe, từ nơi đó mà bậc trung là vừa vừa, bậc thượng là những người giàu sang phú quý, đều là từ năm giới mà được thân người. Như vậy cái người mà giữ được năm giới mà lấy lại thân người tiếp tục nữa, quý vị coi dễ tìm ra người giữ được năm giới không? Nên đa phần ông bà tổ tiên chúng ta không biết nghe Phật pháp thì họ đa phần là đọa tam đồ ác đạo. Điều đọa tam đồ ác đạo, hãy nhớ kỹ. Nên á, cái pháp môn tịnh độ này mình gặp đây là một đại nhân duyên tuyệt vời, đặc biệt. Quý vị nó giữ năm giới rất là khó, nhưng mà người tín nguyện niệm Phật họ lại duy trì được. Tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn vãng sanh là việc của Phật làm. Nên nhờ mình gặp được cái pháp tịnh độ này, chứ nếu như mình không gặp cái pháp môn tịnh độ này mà mình tu cái pháp tự lực thì chúng ta không bao giờ có phần đâu quý vị à. Chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ có phần đâu. Vì ngoài tịnh độ quý vị phải tu tiêu nghiệp sạch sành sanh hoàn toàn. Còn chỉ có đúng pháp môn tịnh độ này thôi mới đớ nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp vãng sanh. Nhưng phải gầy dựng tín nguyện cực kỳ mạnh. Quý vị nhớ, mấy mươi năm của cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Nếu như mình gặp Phật pháp mà quý vị không dũng mãnh tinh tấn niệm Phật, nó qua đi mấy mươi năm cuộc đời này, đọa tam đồ ác đạo, chừng nào mới có lại thân người. Nếu nó là thân người khó được. Tuy nhìn con người đông như vậy nhưng súc sanh thì thôi quá nhiều, quá nhiều rồi. Toàn thế giới hơn 7 tỷ người, súc sanh vì có nhiều cỡ nào chưa. Nên thân người cực kỳ khó được. Đức Phật khi còn tại thế nắm một nắm đất buông xuống, hỏi đệ tử rằng: đất mà dính trong đầu móng tay ta nhiều hay đất ta buông xuống nhiều? Đệ tử nói rằng: đất mà Đức Phật buông xuống nhiều. Chúng sanh mắt thân người, có lại thân người giống như đất dính trong đầu móng tay của ta. Còn mắt đi thân người giống như đất mà ta buông xuống. Quý vị coi có thân người dễ không? Cực kỳ khó, cực kỳ khó. Vậy mà đời này mình có thân người lục căn đầy đủ, tiếp nhận Phật pháp, gặp ngay pháp môn tịnh độ, quý vị còn không chịu nỗ lực niệm Phật lo tu,
Quý vị chờ cơ hội nào? Chúng ta chờ đi xuống tam đồ ác đạo hả? Hay chờ khi cặn tử nghiệp? Bao nhiêu người già ở trong chùa mình, bao nhiêu con người khổ đau trong cuộc đời này, lam lũ vì một gia đình, bị gia đình buốt ràng khổ đau. Một hai đứa con quay quằn mãi của mấy chục năm cuộc đời, cuối cùng rồi thì ngơ ngác, khờ khạo, bơ bắt thần kinh, không còn biết gì. Lúc đó quý vị coi tam đồ ác đạo đều là dành cho những người này. Quý vị hãy nhìn đi. Nên thời gian đi tu của tuổi già khi gặp Phật Pháp đã quá trễ rồi. Nếu như bây giờ mà không dũng mãnh tinh tấn niệm Phật thì những người già này quý vị sẽ để uổng cuộc đời của quý vị. Nên tất cả người già vô chùa mình cái cơ hội lớn, tại vì được lo cơm ăn áo bạn, cuộc sống ổn định hết. Chỉ có lên chánh điện nỗ lực lo niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Chuyện gì của ai kệ người ta, đừng có đụng vào chuyện của người ta. Nhiều thời gian tu mình quá dễ các cụ à, dành cái miệng niệm Phật, cứ dành cái miệng niệm Phật đi. Nếu không cơn vô thường đến, biết đâu tối đêm nay chúng ta chết nè. Cái thằng 23 tuổi nó lỡ đây nó cộng tu, cái chú phòng đăng ký ông biết, Nhượng Quang cũng biết thằng đó nữa, 23 tuổi mà cái gia đình mà có phòng ở đây tu nè, nó hồi cấp trước nhà Đức Chở ở đây đó, cái chú ấy ông đăng ký cho nó ở đó. 23 tuổi thằng mập mập bự con lắm, nó chắc cỡ chín mấy ký luôn. Khi vô đây tu cũng được lắm, nhà khá giả, có điều kiện, có thằng con trai một. Xong rồi nó chở về nhà, nó bị bạn bè rủ rê tiếp tục ăn chơi hư hỏng, chết rồi. 23 tuổi tai biến, đẩy vô bệnh viện gần chết. Gia đình lên gặp những đức xin cho cháu được vô phòng hộ niệm. Thấy gia đình cũng đều tu ở đây. Rồi ba thì cũng làm công an, gia đình có làm công an, thì gia đình cũng chấp nhận đưa lên, những đức cũng cho vô. Thì đưa vô rút ống ra, chết queo. Những đức nhìn chắc là chết rồi, nhưng mà còn ống để một hai tia vậy thôi, rút ra cái chết thôi, hiểu không? Để hộ niệm gia đình đồ, người ta đồng tình, tự gia đình người ta có kêu bác sĩ theo bác sĩ rút, gia đình người ta kêu mà. Thì quý vị biết rằng hộ niệm mắc ơi, ngày mai 9 giờ niệm, thứ tư 7:30 đưa đài quả tác. 23 tuổi thanh niên đẹp trai cao ráo ngon lành, nói quý vị thấy không? Mình bây giờ sống 60-70 tuổi là dài lắm mình các cụ ơi. Nó, chúng ta còn mong mỏi gì thời gian dài. Có nhiều người gặp những đức nói dạ thưa thầy, con muốn vô chùa tu lắm thầy, mà để con sắp xếp từ từ. Như đức hỏi bà hôm nay nhiêu tuổi à? Dạ mới 81 à. Những đức nói bà mới 81 tuổi mà bà cố gắng sắp xếp đi, 100 tuổi vô luôn. Nhưng mà thời gian sắp xếp đó bà cố gắng niệm Phật đi, đến lúc nào mà Phật đến rước bà đi theo Phật về cực lạc. Ấn Tổ ngày nói ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Không phải dứt đây là không làm gì, nhưng trong tâm lúc nào cũng là xong. Làm là làm, nhưng bất cứ lúc nào sự cố bệnh đau hay cái gì đến với mình là xong chuyện, vì mình còn khỏe để còn làm. Nhưng bệnh đau là không có chuyện gì mà mình phải làm nữa chứ. Có nghĩa là trong tâm lúc nào cũng là dứt rồi. Như vậy thì quý vị là người tu hành, quý vị mới có được sự an lạc tự tại. Nếu như quý vị nói thầy có làm được việc đó không, những đức mà không làm được việc đó thì làm sao giảng thuyết cho quý vị nghe. Bao nhiêu chuyện những đức có giải quyết vấn đề, nếu như bị điều bận tâm hết, làm sao có năng lượng mà chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe. Làm là làm, nhưng xong rồi buông ra. Nên con người mới có niềm vui của các học Phật. Nếu như quý vị không làm được điều đó thì cố gắng mà làm cho bằng được. Làm là làm, nhưng bản thân mình xong rồi buông ra đi, đừng có đặt vấn đề nặng nề. Có nhiều người những đức gặp họ, họ phải tính cho đời thứ hai, những đức ta miễn bàn. Đời thứ hai không có tính, đời mình mà tính còn chưa xong nữa đời thứ hai gì. Bản thân của chúng ta hãy làm tốt đời của mình, đời thứ hai tốt hay gì, đó là phước duyên của chúng sanh. Nhớ. Nên nuôi các cụ già rồi cứ chết lai rai lai rai. Bản thân của người mình cứ đặt vấn đề, bản thân mình sẽ đi vào chỗ đó, nay mai gì sẽ tới mình thôi. Nghĩ như vậy thì bản thân mình sẽ dũng mãnh tinh tấn niệm Phật liền, không có giải đãi. Bây giờ còn xen vào việc người này người kia hơn thua đấu đá,
không kịp đâu bạn ơi. Chúng ta hãy dành cái miệng niệm Phật đi. Có những chuyện mình nói họ cũng không được đâu. Nên mỗi một người, mỗi một cái vai trò, mỗi một tuồng diễn, hãy diễn đúng vai của mình cho tốt thôi. Còn cái nào không phải vai của mình thì đừng có đụng vào. Như vậy thì quý vị tu có sự an lạc tự tại. Nếu không cái gì cũng đụng vào, phiền não dữ lắm. Nó thiệt á. Nên có những vai trò nào ta làm thì để cho người ta làm. Mình cứ chấp hành cho đàng hoàng. Từ khi người ta kêu mình đi giết người thì mình không giết. Kêu mình đi sát sanh thì mình không sát. Kêu mình đi hại người mình không hại. Còn nếu như những cái việc mà làm trong con tam bảo có cực một chút cũng không sao nữa. Tại vì sao? Bản thân của mình làm việc cho tam bảo mình hiểu, nên bản thân mình nỗ lực cố gắng mà làm. Nên á, mình nhận thức được thì quý vị biết á, mình tu nó cũng có khó đâu. Nhưng nếu mà ở chỗ đông người này mà không được nhắc nhở, nó loạn tâm á. Nó loạn tâm á. Nên ở đây á, ví dụ những quan nhắc một hai điều mà ví dụ như căn bản trong cuộc sống của họ đó. Tu hành thì mình nhắc hết rồi, nhưng mà cái căn bản là cái phá vỡ phước duyên của quý vị tạo ra đó. Cái căn bản trong cuộc sống á, nó là thờ pháp nhược ma cường mà. Pháp nhược là con người hành đạo ít nên nhược, ma cường là con người ác nhiều, đấu đá hơn thua nhiều nên ma cường. Ma là gì? Là chúng ta đó. Phật là gì? Cũng là chúng ta đó. Tùy quý vị tâm nào là Phật, tâm nào là ma. Khoan dung tha thứ, niệm niệm gì người, niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì quý vị là Phật. Còn nếu quý vị hơn thua đấu đá, không vừa lòng không vừa ý, hiềm khích đố kỵ, thấy người ta hơn mình cũng ghét, thì đó là ma. Vậy thôi. Thấy không? Nhận thức đi quý vị là ai, thì tùy quý vị phát tâm mà chọn lựa. Chọn ma hay chọn Phật là chính mình đó. Chứ đừng có nói ma là cái mình không thấy. Không thấy thì nói làm chi. Con ma mà mình thấy nó mới đáng sợ nè. Chứ con ma mà không thấy có gì đâu sợ. Thấy không? Gọi là mình sợ ma thì ba phần, ma sợ mình tới 7 phần. Nên quý vị khỏi cần sợ ma, sợ con người này nè. Như con người đang ngồi đây nè, thiện ác ngồi trong đây nè, Phật ma ngồi trong đây nè. Đó mới là đáng sợ. Trong loài người chúng ta, quý vị thấy rõ ràng không? Vừa mới nói những lời vuốt ve thương yêu đó, rồi trở mặt quay lưng đó. Vừa mới nói những lời tốt đẹp đó, rồi hại nhau đó. Có khi một lời nói vừa tốt đẹp đó, nhưng thật sự sau lưng có một cái dao kèm theo chọt mình liền. Trong cuộc đời này bị thấy có không? Đó. Thấy đáng sợ nhất là ai không? Con người. Con người là đáng sợ nhất. Nếu như mình gặp con người ác, con người thủ đoạn thì cực kỳ đáng sợ. Họ nói với mình những lời ngọt ngào nhưng họ hại mình đó. Đó mới là đáng sợ. Chứ ma nào mà đáng sợ? Quý vị từ xưa tới giờ có thấy con ma nào bóp cổ ta chết chưa? Chưa từng thấy. Có thấy con ma nào làm cho người ta có bầu mà bỏ chưa? Chưa từng thấy. Có con ma nào sát sanh chưa? Cũng không thấy luôn nữa. Chỉ có thấy con ma người này nè làm cho người ta có bầu. Chỉ con ma người này nè sát sanh. Chỉ con ma người này bất hiếu với cha mẹ. Là con người chúng ta nè. Phật hay ma là do ta đó quý vị. Hiểu không? Nó nên á, bây giờ quý vị á, mỗi buổi cơm á, ít có nghe chia sẻ Phật pháp đúng không? Thì như đức tính cho quý vị bốn thờ đó đó. Thờ 10 phút quý vị hãy lắng lòng thanh tịnh mà nghe đi. Những đức đánh mạnh vào tín nguyện luôn đó. Có nghĩa là trong 10 phút những đức cô động lại luôn. Cô động là những cái quan trọng nhất cho quý vị nghe. Mỗi ngày mà nghe đi. Những đức nói cũng đủ trọng lượng như hai bài pháp kia. Cứ nghe mỗi ngày chăng thật mà nghe đi, rồi nó hừng hực cái tâm lên. Mình mục tiêu đi vô chùa mình tu tập, đừng bao giờ mình lười biếng lên chánh điện. Mình lười biếng lên chánh điện mình sẽ giết cái huệ mạng của mình sao? Tại vì sao? Quý vị biết rằng chánh điện là điểm nào của chùa không? Trung tâm của Phật pháp là ngay chỗ nào? Chánh điện. Chánh điện á. Và nguồn năng lượng cao cấp nhất là ở đâu? Chánh điện.
Vì sao mỗi ngày mình nhìn Phật Bồ Tát mình lễ lại? Mình làm gì làm nhưng chiều mình phải trở lại cái tâm giải thoát của mình, thì mình phải lên mình ngồi mình tu để nhắc nhở mình. Còn nếu như mà lâu ngày ở trong ngôi Tam Bảo nghe mà viết làm biếng không lên tu, rồi tới giờ làm thêm một chút nữa để mà qua thờ nghỉ tu, quý vị chỉ cần có một cái tâm này là quý vị không biết thương ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta đời này hay nhiều đời nhiều kiếp đó. Một thờ tu của mình cái công đức lớn lắm, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, cùng với đại chúng này tu thì thù thắng dữ lắm. Họ đang trông chờ mình từng chút kìa, quan gia cũng đang đi theo mình kìa, họ đang chờ mình tu, đang trả cho họ miếng kìa, chia cho họ miếng kìa. Nên vừa dưỡng luôn cái huệ mạng của mình kìa. Quý vị giải đãi bỏ tu từ từ, mất đi cái huệ mạng và tâm quyết tu không còn nữa, làm sao ở trong ngôi Tam Bảo đây? Dù quý vị có làm được nhiều việc nhưng mà phiền não nó khóa sạch phước báo của mình luôn. Quý vị phải nhớ rằng mình tu nó dịu cái tâm, mà dịu cái tâm thì cái bình của mình giữ được nước. Còn bây giờ mỗi ngày mình làm việc mình đổ nước vào cái bình mà mình không tu mà sân si là bình nước của mình bị lủng đái, đổ nước bao nhiêu nó chảy ra hết, thì quý vị có tu hoài cũng không đậu được. Nên cần lên chánh điện tu, niệm Phật mỗi ngày, công quả là nhất định phải duy trì bấm số 5.000 câu. Giá chốt phải là 5.000 câu, công quả là phải làm được điều này. Vì mình niệm Phật mỗi ngày, đây là cái nguồn gốc để tụ phước. Còn nếu như mình không niệm Phật thì giống như tạo phước duyên nó mây bay bồng bềnh, không biết trôi về đâu. Giống như làm ra tiền mà giải tiền tùm lum, khi cần xài thì không có tiền xài. Nên cái câu Phật hiệu là tụ phước tụ duyên. Khi mình niệm Phật là cái gốc, nên phước duyên của mình tạo tụ ngay câu Phật hiệu. Nên chúng ta đã tụ được phước duyên thì nó sanh đức, mà công đức thì tiêu trừ nghiệp chướng. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng. Quan trọng lắm đó nghe. Quý vị thấy, quý vị nghe cái bài chia sẻ Phật Pháp, những đức nó hừng hực cái tâm, vì cái năng lượng những đức đầy, vì những đức siêng niệm Phật. Mỗi ngày những đức nhắc người niệm Phật, nó hừng hực cái tâm. Cái gia đình bên Mỹ hồi chưa gặp những đức nói một câu, cái môn giảng của thầy đặc biệt, người ta giảng mở bài thăng bài kết luận, người ta vừa bước vào mở bài, chưa vô thăng bài thì nhiều Phật tử ngủ bỏ ra ngoài. Còn thầy giảng thì nhìn quan sát người ta, người ta vừa hiu thì chích một phát là tỉnh lên liền. Cái cách giảng này đúng là đặc biệt thiệt. Cái anh nó nói rõ ràng vậy. Thêm cái nữa, tâm mình đâu có dịu, nên cái cách giảng những đức là cái mặt những đức không dịu. Cái mặt những đức dịu thì giỏi lắm diễn được cái mặt mình đẹp thôi, nhưng mà người ta với ngủ vì dịu quá, họ đâu có dịu được. Khi họ nghe quá dịu thì giống như ru họ vào giấc mộng ngàn thu. Nên mình phải cái mặt kinh kênh làm cho thu hút. Bởi vì tại sao như đức giảng có nhiều người ta ngồi dưới ta làm nè, ta bị liệu theo, thì cái sức thu hút nó mạnh quý vị. Hừng hực nó công phá vào nội tâm quý vị. Bây giờ mình lên đây mà vuốt họ hả, để hiện cái mặt đẹp hả, chắc họ ngồi họ ngủ hết trơn quá, cũng không được cái gì kết quả. Nên cái môn giảng mình có nhiều người họ không đủ duyên, họ không nghe được. Chứ có nhiều người mà đã nghe được, đố mà nghe người khác được. Tại vì cái tông này nó mạnh quá, vô cái tông khác quá yếu, vô không xong. Thấy không? Nên cái tông mạnh mới được. Quý vị biết cái tông quý vị trong cái cõi đời này nó nặng cái nghiệp lắm. Tham sân si nó dày còn hơn cái gì nhiều đời nhiều kiếp đó. Nó chắc dày vậy nè. Bởi vì những đức mà tung làm sao mà tung rầm rầm á, tung không bể thì phải đập cho bể thì mới được. Còn quý vị bây giờ mà nói vuốt không có cửa bể đâu. Hèn ơi, nói mà vuốt họ ngủ, gặp mà lên đây mà quý vị lúc này có an lạc không? Tuy những đức ở bên đó mà cũng nhớ quý vị lắm. Nói mấy câu thừa, hiểu chưa? Nói giống như để vuốt ve người khác vậy, làm gì cho nó mệt thêm. Chúng ta nhớ nhau cuối cùng cũng ra bả thôi. Nhớ A Di Đà Phật đi để về thế giới cực lạc. Không? Chết tới bây giờ đây nè, cái cõi đời là cái cõi đời nhiều kiếp nạn nè, cho mà biết. Đừng có nói mà tới già chết.
Người ta già người ta chết, coi chừng mình chết trẻ bây giờ. Cái quả địa cầu này là cái quả địa cầu nhiều kiếp nạn mà nó quay nhẹ cái thôi, thì không biết nước biển hay là đất gì nó sụp nó đè mình chết bây giờ. Chúng ta đang ngồi chia sẻ Phật pháp gì rầm rầm cái chánh điện quay 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 rầm ở trên đè xuống à. Có niệm Phật giảng sanh được hay không, đúng không? Cái cõi đời này nó tính nhị đi, tính nhị đi, tính gì xa giờ. Bây giờ làm được làm đi quý vị, đời mình đang làm được làm đi, đời sau chưa chắc họ làm được. Bây giờ ta làm được tại sao không làm? Nên nói với những anh em trong chùa, nỗ lực mà làm, nhiệt tình mà làm, tạo ra là tạo cho mình, cực lực mà làm. Có người bỏ tiền ra mà sợ gì không làm, đúng không? Có mua đồ ăn cho mấy cụ, có mua đồ ăn xịn sò thì ăn đi, ăn cho mạt luôn đi, hiểu chưa? Lo gì, họ niệm Phật mà người ta cúng dường, nó lo cho họ ăn uống đàng hoàng đi, mua đồ xịn sò, mua sữa anh su rồi cho họ uống đi, hiểu không? Mua đồ ăn ngon, đồ Tết gần tới rồi, Tết 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 sắp đến rồi, chết sắp đến rồi à. Phải nói là chết sắp đến rồi thì đúng. Người thế gian không tu thì Tết đến rồi nó cừ, còn mình thì người tu thì mình Tết tới là mình làm nè, chết đến rồi, chết đến rồi. Mình là người tu giải thoát, đúng rồi, mình phải nói câu vậy đó, đúng không quý vị? Rõ ràng mà. Bây giờ mình người tu mình vui nhất bây giờ là mình được phục vụ người ta nè. Vì thấy những đứa có một buổi ngày nào nghỉ đâu, một năm không có bao giờ mà đi đâu hết chứ, mười mấy năm có đi đâu đâu mà nó vui gì, là vì sao? Pháp vị. Rõ ràng cái niềm vui mà niệm niệm gì người nó vui còn hơn là mình đi chơi nữa quý vị ơi, vui dữ lắm. Anh em phải cảm nhận được chỗ này nghe. Mấy thầy, mấy chú, mấy cô đồ phải cảm nhận được chỗ này nghe. Mấy cụ đồ phải cảm nhận được chỗ này. Ví dụ như mình có chiếc máy nghe pháp, mình cầm mình nghe, mà trong cái phòng mình 3-4 người, người ta đang ngủ, người ta nghe pháp, người ta ngủ mới được. Chỉ có điều niệm Phật thôi, thì chúng ta đừng có bắt pháp. Mình bắt pháp mà để người ta ngủ không được, người ta phiền não mình bắt làm chi. Thì cái giờ bắt pháp mình nghe là mình đi ra ngoài á, mình đi vòng vòng mình nghe, đừng có động người ta. Còn mình bắt pháp mà người ta ngủ không được, chỉ một cái máy niệm Phật trong phòng là được rồi, chứ đừng có mỗi người bắt cái điệu niệm Phật. Tuy là câu ai với đạo Phật mà một người bắt một điệu thì nó cũng như là nó đụng nhau vậy đó. Bên đây những đức A thì bên kia Di, bên đây Đà thì bên kia Di, bên đây Phật thì bên kia Đà. Thì quý vị cuối cùng quý vị nghe cái gì đây? Bắt niệm Phật là bắt gì, bắt làm gì? Một cái máy niệm Phật là được rồi. Còn nghe pháp thì đi ra ngoài nghe, người ta chỉ cần nói một câu là mình bắt pháp, người ta ngủ không được, mình tắt liền. Tâm mình như vậy mới là giác ngộ cao, vì nghĩ gì người ta mà gọi là giác ngộ, hiểu không? Đó. Nên mấy bà chấp không à, bắt pháp lên người ta ngủ không được mà người ta cự lại đi mét. Thầy ơi thầy, có bắt pháp mà nó kêu tắt đi, bắt pháp của thầy mà bà kêu tắt đi. Bà bắt pháp của tôi là bắt cái chỗ nào cho người ta ngủ được, bà bắt cái chỗ người ta ngủ không được bà tắt đi. Dù tôi giảng đó nhưng mà người ta đang ngủ, bà để cho người ta ngủ đi. Ở trong phòng chung tập thể 6 chị em phải nghĩ về nhau, người như vậy mới là người tu, người như vậy mới là người nghe pháp. Không? Chia sẻ Phật pháp mà xác thực cũng như là dán bài lật ngửa vậy đó. Cõi chằn chụi hết trơn mà còn chưa thấy. Đúng là chúng sanh mê hoặc điên đảo. Nói chuyện đến mức mà chằn chụi hết trơn rồi còn gì. Nên chủ nhật thứ bảy mỗi tuần về đây những đức lột chụi lũi hết. Vậy mà về là bặn lại à. Tôi nói văn tự tôi là phân văn tá lả tùy cái suy nghĩ của mỗi người. Quý vị là chiếc áo phiền não ở ngoài đời vô đây, quý vị vô đây thứ bảy chủ nhật tôi cỡ chằn chụi chiếc áo phiền não đó ra, nhưng mà vì bặn lại rồi thứ bảy chủ nhật vô đây cỡ ra.
Còn bài đặt kênh lại nó kêu cỡ. Cỡ, cỡ ra liệt, cỡ phiền não ra. Chứ ai kêu cỡ cái gì? Giảng vậy mới hay chứ. Bây giờ mà nói là chánh kinh chánh văn, quý vị biết nói chút nó chánh ngủ luôn. Đừng nói chuyện giảng có hiểu được gì đâu mà không ngủ. Nên mình giảng trong cái cõi đời này, giảng pháp là dở dở ngương 5 năm phân văn suy nghĩ nhiều mặt. Mặt xấu thì nghĩ xấu, mặt tốt thì nghĩ tốt. Mặt nào nghĩ tới mặt nấy, vậy thì hạng người nào cũng nghe được. Đó, nghe từ từ mới dẫn vô từ từ, dẫn vô từ từ, thấy không? Nên ở đây nhóm Nhuận Quang sắp xếp thứ bảy bố trí mấy anh em. Ai ở đây đứng đây sắp xếp chánh điện thì có một số anh em vô. Nó là ai vô trước cho ngồi trước, ai vô sau ngồi sau, bên hộ pháp là theo quy trình vậy đó. Thấy không? Từ vị gầy dựng đi, chứ đừng có vô đây mà xí 4-5 chỗ, kỳ lắm. Thôi, ai vô trước thì dẫn họ vô, ai đi trước thì dẫn họ vô. Ngồi đây, ban tổ chức chỉ ngồi đây. Mình nói dạ. Ban tổ chức nói ngồi đây. Dạ. Thì ngồi xuống một cái, cầm cái thẻ của mình, cái tên mình để chỗ đó là rồi xong. Được một chỗ một thôi. Rồi chỗ đó không ai đụng tới mình đâu, một chỗ thôi. Còn đi 4-5 người thì đi chung lượt thì vô, thì người ta sắp ta chỉ 4 con ngồi đây. Dạ. Yeah. 6 con ngồi đây. Dạ. Yeah. Ngoan. Chứ đừng có ban vô. Nên sắp xếp vậy đi Nhuận Quang, để cho không ai nói được. Thấy không? Bây giờ bên hộ pháp tầng này sắp xếp rồi đó, cho 10 cô đứng sắp xếp, với thêm 10 chú nữa là 20 người. Vì bên hộ pháp nó đông quá. Cửa bên hộ pháp cứng quá nên cần lực lượng mạnh. Còn bên đây thì tùy Nhuận Quang sắp xếp vậy đi. Sau này khi ở đây đông nó thành quy tắc. Từ cái ít này làm đi, đừng có đợi đông như bên kia. Nó kinh nghiệm. Sau này cũng người này nói này, người kia nói kia, mệt dữ lắm. Hiểu chưa? Nhuận Đức nói thiệt chứ, Nhuận Đức rất là thương những cái Phật tử mà người ta mà ngồi phía trước, người ta nghe Nhuận Đức giảng, người ta vỗ tay, Nhuận Đức thương họ lắm đó quý vị. Họ cũng chịu khó, chịu cực dữ lắm chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà Nhuận Đức phải sắp xếp gì để cho họ đừng có bị người ta nói nữa. Đừng có bị người ta nói nữa, vì người ta nói họ hoài sợ tổn phước tổn duyên họ. Để cho họ tự vô ngồi, được một chỗ ngồi thôi. Chứ họ đừng có đi xí của người ta. Họ xí 3-4 chỗ ngồi, rồi những cái người Phật tử khác người ta ghét gì cái bà kia 8-9 giờ mới lợi mà vẫn có chỗ ngồi. Còn cái bà này lợi trước phải dành 4-5 chỗ không cho người ta vô ngồi, nên người ta ghét bà. Nên cái tội lỗi của bà là bị người ta ghét, nên bà có quyền nhận một chỗ ngồi thì không ai ghét bà đâu. Tại vì chỗ bà nhận. Còn ai vô sớm thì nhận sớm, ai vô trễ thì nhận trễ, ai không vô thì khỏi nhận. Chứ không vô không vô nhận cái gì. Đúng không? À. Cõi ta bà mấy vị ơi, nhiều việc lắm. Đừng có ai nói vô chùa mà sao có mấy chuyện gì, quý vị nói gì là quý vị không hiểu đạo rồi. Thấy không? Đời đạo gì nó cũng có mọi cái thử thách khác nhau. Cái nào cũng có thử thách hết trơn á. Ở đâu nó cũng có người này người kia hết trơn á. Giống như ở đâu cũng có kẻ lùn người cao, kẻ mập người ốm. Thấy không? Chứ đâu phải cao bằng hết mà mập bằng nhau đâu. Nên vậy thì nghiệp duyên khác nhau, nghiệp duyên bất đồng, thì tâm tính bất đồng, cảnh giới bất đồng, nhà ở bất đồng, lỗ mũi bất đồng, cái miệng bất đồng. Vì thấy ở đây lỗ mũi thì nó giống, nhưng quý vị có thấy cái lỗ mũi ai mà giống hệt nhau không? Có người lỗ mũi cao nhưng có người lỗ mũi xịp. Cái loại này xịp mà lại bị nhỏ, còn loại kia xịp mà lại to. Có không? Nó rõ ràng mà. Quý vị đo kích cỡ đi, có cái lỗ mũi ai mà nó giống hệt với nhau, hoàn toàn kích cỡ, cao lùn, cái lỗ nhỏ bằng nhau không? Nó khác nhau hết trơn quý vị ơi, vì nghiệp bất đồng.
Mắt là mắt như vậy, nhưng mà mỗi con mắt nó có một cái vẻ đẹp và vẻ xấu khác nhau. Có mắt ai mà hoàn toàn giống hệt nhau đâu. Vì sao? Vì nghiệp duyên bất đồng nên hình tướng bất đồng. Thế giới cực lạc vì sao giống hệt? Là vì bổn nguyện niệm Phật bình đẳng, nương vào bổn nguyện niệm Phật để sanh cực lạc nên thân tướng bình đẳng, giống hệt nha. Ở cõi này khó quản lý lắm. Vì sao? Vì con người nó bất đồng nên khó quản lý. Ở thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà ngày trí tuệ, ngày tính ra hết trơn, ngày tu, ngày phát nguyện ra cái nguyện bình đẳng đó, nên chúng sanh gì đó tâm tính bình đẳng, ngày quản lý một phát gọn hơn, đâu có ai ý kiến ý cò lu bu lộn xộn. Vì sao? Vì cái bổn nguyện bình đẳng, nên cái quốc độ này khó quản lý, nên cái quốc độ này cũng khó giảng dạy nữa. Tại vì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi nghĩ khác nhau, hiểu không? Giống như bây giờ cái hình tròn gì, nhìn như vậy là tròn tròn, nhưng mà nhìn gì là méo, hiểu không? Tùy theo góc độ nhìn của mỗi người. Nên chúng ta quý vị ơi, mình được nghe Phật pháp, gặp ngay tịnh độ, quý vị phải siêng niệm Phật, phải siêng niệm Phật, làm việc gì phải niệm Phật, rảnh cái là bấm bấm A Di Đà Phật, bấm A Di Đà Phật, bấm A Di Đà Phật, bấm, hiểu không? Cái máy bấm số niệm Phật này bây giờ nó đạt hơn cổng chuỗi. Con người ta bây giờ thích tính toán lắm, nên chúng ta cho chiếc máy bấm số này cho tính toán luôn. Tại vì thấy A Di Đà Phật bấm 1, A Di Đà Phật bấm 2, A Di Đà Phật bấm 3, được ha. Mình bấm cái là được số, bấm cái được số, nên nó miết nó bấm hoài. Nếu mà buông ra rồi ngày niệm được mấy câu, hiểu không? Nên quý vị muốn siêng niệm Phật, quý vị phải cảm giác được niệm Phật là tốt, thì quý vị sẽ siêng niệm Phật. Khi leo lên cây hay làm cái gì, hay là móc nhà cầu, hay rửa nhà vệ sinh, hay làm việc này việc kia, quý vị dùng cái miệng niệm Phật, hiểu không? Cái miệng niệm tại đâu có bấm được, phải niệm Phật bằng cái miệng chứ làm sao. Ai bụm được cái miệng quý vị? Ai bụm được? Vì niệm Phật mà ai cản được? Có cái bà này, bà nói: thầy cô, thầy ơi thầy, chồng cô cản không cho con niệm Phật. Nó cản thì sao? Bà niệm sao mà nó cản? Nó nói: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ xa nó chạy tới. Ừ. Sao? Bà, sao nó buông ra nó đi chỗ khác các bạn? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật. Nó biết sao chạy tới. Cái tay kia làm nè. Mày niệm nữa tao quýnh mày chết thì mày biết. Có lẽ bà nói gì Đức nghe, Đức nói: nó bụng bà lại thì bà đừng có niệm, mà tâm bà niệm nó có bụng được không? Cái câu chuyện nghịch duyên á, là thằng chồng không cho niệm Phật mà bà niệm từ tâm mà ra đó. Ai bụng được? Ai bụng được cái tâm? Cái miệng thì bụng được, sao bụng được cái tâm? Nó siêng niệm Phật là vì biết niệm Phật lợi ích. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng nên siêng niệm Phật. Mình siêng niệm Phật là vì mình biết niệm Phật lợi ích. Nên từ nơi đó mình siêng niệm Phật à. Những đức thấy tất cả những việc mình làm thành công là nhờ niệm Phật mà ra. Nên mình phải siêng niệm Phật thôi, không có giải đãi được đâu. Ai mà làm biến niệm Phật là người này mất đi vô lượng châu báu. Ai mà siêng năng niệm Phật thì người này có được vô lượng nhân duyên phước báo. Niệm Phật đi, chân thật mà siêng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, vô nhà cầu ngồi trong đó cũng niệm Phật, vô cái nhà cầu ngồi gặn, nhem nhem môi, làm mắc cười lắm quý vị, tự mình cho thấy mình mắc cười lắm nghe. Làm mắc cười ghê thiệt. Mình cái chỗ này mà Phật A Di Đà nó công nhận đứa này đứa xiên vô đây mà niệm Phật gắn mà. Bắt đầu nó ra gớt cái toản cho mình, hiểu chưa? Nó tiếp tục cứ làm hoài vậy đó, cứ ngồi trong đó nha. Đó bị đang niệm Phật đó, thấy chưa? Hiểu không? Nó
Còn mấy cái bà mà đẻ cũng niệm Phật được. Nằm gì? Hai cái tay vịn vô cây sắt ở trên. Nè, hít hơn nè. Khi người ta gặn đẻ là nhờ cái khí ấy, vì nó đẩy đứa con ra. Nên khi mà hít một hơi thở sâu á. Đó thấy chưa, thấy không? Đó, đó. Hay lắm, không có giỡn đâu. Nó khi gặn đẻ mà A Di Đà Phật. Làm gì đó? A Di Đà Phật. Làm gì ba cái là chạy cái dù ra liền cái gì đâu. Mà con bà lại ngoan ngoãn dễ thương nữa. Bà lại không câu có. Còn bà nằm đó bà gặn đẻ mà. Đứa con méo xộm. Mới gặn A Di Đà Phật. Đó. Ba cái là ra liền. Chạy dù dù. Hiểu không? Nó, mấy vị thấy câu bằng hiệu hay chưa? Áp dụng mọi lúc mọi nơi, thấy không? Nó. Nên đau bụng hay nhức đầu hay gì cứ niệm Phật. Đó là viên thuốc hay nhất. Nó nên ngài Hoằng Nhất Đại Sư ngài nói một câu. Một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu. Nếu bỏ đây không dùng thật là ngu lắm mà. Nó. Người ta có một câu vật hiệu, người ta làm bao nhiêu việc trong cuộc đời. Từ một thanh niên ngoài đời không ra trò chống gì, mà chỉ có gặp tịnh độ mười mấy năm niệm Phật thôi đó. Vì hỏi những đứa có từng đi học đâu không? Chưa từng. Có từng vô trường Phật học ngồi buổi nào? Chưa từng. Vậy mà chỉ có một câu vật hiệu mà nói chuyện vị nghe được. Quý vị coi chùa thì nhiều, nhưng chùa giảng pháp được mấy chùa? Thì vị biết cái môn giảng pháp này thật sự không dễ làm. Hiểu không? Mà muốn làm mà không ai nghe thì sao nói? Không ai nghe sao nói? Từ một người mình đè mình nói. Từ từ. Dạ quá bà đè thầy. Vì đó mình không đè nó chạy. Tại mình duyên kém quá. Mình nói là mình không đè tới lợi nó chạy sao? Nếu mấy đứa lại lợi, mình lấy dây mình buộc nó lại, mình bắt nó ngồi đó, mình giảng. Giảng. Hiểu không? Nên từ nó không đè nó chạy thì sao? Duyên quá kém quý vị. Một tên mà nó nghe nó cũng chạy. Thì cuối cùng đè nó lại. Hiểu không? Kiểu giảng quá mà Phật tử lại, mà tự nhiên leo lên bụng ngon ngồi. Thôi. Mình đọc im đi cho tao, để tao giảng. Giảng kinh. Giảng có thể chắc chết mồ còn ta. Hiểu không? Nên từ nên nên quý vị biết á, cái duyên không đủ mà tại ngay không siêng. Sự thành công nào trong cuộc đời này cũng không bao giờ dành cho kẻ lười biếng. Nhớ nha quý vị. Nó, một bậc vĩ nhân của thế giới, ông nói một câu nói rằng sự thành công luôn luôn dành cho người siêng năng. Còn trong nhà Phật nói câu gì? Nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Không nhẫn thì không thành tựu. Đó. Cùng một nguyên lý đó nghe. Nên phải siêng quý vị ơi. Phải siêng niệm Phật về cực lạc nghe. Đó. Hòa Thượng Chí Tịnh ngài nói nghe, có khi vị mót niệm Phật mà còn hơn những thời chính. Mót niệm Phật còn hơn những thời chính. Rồi ngài ví dụ giống như ngày xưa ở dưới quê, nhà không có đất mà đi mót lúa không, mà nuôi cả nhà. Đây như đứa mót lúa nè. Tôi là cao thủ mót lúa nè. Tôi mà mót lúa là hộp lúa nào tôi cũng lụm. Không, tôi lụm sạch nhách hết trơn luôn cho nó mà. Chuyện dẫn chờ với tôi. Nói về mót lúa mót đậu tôi là số 1. Thấy cộng đậu người ta gớt toàn ten, nó chạy lên chụp cộng đậu liền. Hiểu không? Thấy lúa không? Lúa ta đổ cắt gom liền, cắt. Làm cái chổi quét lúa. Hốt lại ha, bỏ vô cái rổ xuống dưới nước.
chà 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 bùng ra. Móc phơ, ai đi móc lúa sẽ biết cái gì đâu. Vụ rơm, tôi là số 1 vụ rơm. Sao tôi thấy vụ rơm, sao lúa ít quá. Tôi thấy gì tôi đi theo cái xa suốt, móc ở trong xa suốt mau hơn. Xưa đi móc lúa vậy, để ý quan sát này. Cái xa suốt này suốt xong dính cục cục lúa, mà móc ra lần cái dạ. Bây giờ tìm cách nào mà đi theo được ông chủ xa suốt này ta. Cuối cùng mình đi bưng nước cho ổng. Thấy ông đứng mệt, bưng ly nước đá cho ổng. Thấy mình, à được, em dễ thương, à được, em dễ thương lắm. Đúng không? Nên à, anh, à, cho em à, đi theo anh đi. Phụ bưng nước cho, mà anh cho em việc này thôi, cho việc gì mày. Mỗi lần mà anh xuất lúa xong á, anh chạy ra đằng kia anh ngừng chút xíu, hỏi chi? Em móc lúa thôi. Móc lúa chúng ta suốt thôi. Nhìn mình thấy mình tội nghiệp, cho mình theo. Vậy mà lúc trước móc một ngày được chưa được thùng lúa, mà đi theo xa suốt ngày kiếm được 2 giả. Vô mánh luôn quý vị ơi. Ngon ghê thiệt chứ, thấy không? Móc nó cũng phải khéo móc, thấy không? Móc mà đậu được, đó là người khéo móc. Niệm Phật mà đậu được, đó là người khéo niệm, thấy không? Khéo niệm. Nên làm việc gì cũng niệm Phật là khéo niệm đó. Nên quý vị nghe gì một bài chia sẻ Phật Pháp, bao nhiêu tư tưởng nằm trong đây. Thời gian nó trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, nhưng quý vị biết rằng rất nhiều tư tưởng nằm trong đây. Cái điều quan trọng quy về đó là cái gì? Tu hành phải có tâm giải thoát, phải gầy dựng cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Đừng có để lạc cái tâm giải thoát. Tu hành mà lạc cái tâm giải thoát là uổng cuộc đời tu của chúng ta, mất đi huệ mạng của chính mình, nghe không? Nên từ nơi đó phải gầy dựng cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Vì cuộc đời đi qua rất là mau, ngắn ngủi lắm quý vị à. Hãy gầy dựng cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Đây là chỗ quan trọng nhất mà chúng ta gặp được Phật Pháp. À, quý vị cứ nghĩ à, vì sao thế giới cực lạc mà mỗi ngày còn phải nghe Pháp? Thì biết cái lợi ích của nghe Pháp lớn cỡ nào. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cái việc làm của Ngài là thuyết pháp mỗi ngày xuyên suốt 6 thờ thường thuyết pháp. Vì khi con người ta nghe Pháp, nó cởi mở tâm tư. Nhớ kỹ, nó cởi mở tâm tư. Và khi mà được nghe nhắc nhở về cái việc giải thoát á, cái tâm tu mình nó mới hừng hực lên được. Cái tâm giải thoát nó mới phát triển mạnh. Quý vị nhớ rằng chúng ta học Phật Pháp mục tiêu là giải thoát. Mà cái chữ giải thoát này nó rất là gần gũi với chúng ta, nó không có cao xa. Cái chữ giải thoát này là nó xác thực với cái cuộc sống hiện tại chúng ta đang sống. Giải là nó giải tỏa những cái hiềm khích, sân si khó chịu hơn thua đấu đá. Nó giải những điều này vì nó cho mình nhìn ra được cái cõi đời này vô thường hơn thua đấu đá được gì đâu. Nhờ Phật Pháp nó nhắc nhở, nó cởi mở, nó giải tỏa cái tâm đó. Nó biết rằng cái sự hơn thua đấu đá là nó không được lợi ích gì, nó quá giải. Nên Pháp là một liều thuốc để quá giải cái tâm hiềm khích, cái tâm báo thù, cái tâm hơn thua đấu đá, cái tâm tranh giành, giật giành, cái tâm đố kỵ, thấy người ta hơn mình ghét, muốn hại người, hoặc là buồn giận để trong tâm. Là Phật Pháp, thuyết Pháp là một phương pháp để hóa giải những cái loại tâm đó. Khi hóa giải những loại tâm đó rồi thì cái tâm của mình nó không bị những thứ phiền não đó chói buộc, nên gọi là thoát, giải thoát. Nên cái danh từ giải thoát nó rất là gần gũi. Chứ nó không phải là khi mình cặn tử nghiệp mình chết rồi mình được giải thoát, mà là Phật Pháp là nó dạy mình cái giải thoát hiện đời. Cái giải thoát hiện đời. Nếu mình đi vào trong một cái ngôi chùa, hay mình đến một ngôi chùa mà không nghe chia sẻ Phật Pháp, thì những đức nói quý vị nghe, cái ngôi chùa đó không bao giờ thịnh được. Cái ngôi chùa mà thịnh Pháp nó mới là gọi là Dạ Lam Hưng Thịnh, phước gì lớn hơn. Tại vì nó có Phật Pháp, nó có giảng dạy, nó có chỉ dạy,
Nên con người chúng ta là phải được giảng dạy và chỉ dạy. Nó giống như bữa Chủ nhật, thường thì chùa mình Chủ nhật Phật tử nó về tu rất là đông, mà nữ về tu rất là nhiều. Mấy vị biết rằng con người ta phải được dạy. Mình là một người nữ, mình nằm chỗ nào mình ngủ trong phòng mình thôi, mình còn có một cái mền, cái khăn mình đắp ngang bụng mình. Mà bữa đó có hai bà nằm ngay cái hai cái ghế đá, mà hai cái ghế đá này nó nằm ngay chỗ khu tăng. Mà bà nằm mà từ cái lưng quần bà dài lên cái đầu bà thì bà nằm trên ghế, còn từ cái lưng quần dài xuống hai cái chân thì bà để xuống cái đất. Cái ghế kiểu nằm gì nè quý vị? Cái dựa gì? Dựa ghế gì? Khu đó khu tăng, ghế đó nghiêng về khu tăng gì thì hai cái chân bà đưa về khu tăng, mà nó nằm để dưới đất rồi nó bành ra gì nè, rồi người thì nằm gì thì bị nghĩ cảm giác nó làm sao. Mấy thầy mấy chú đi qua đi lỡ ông nào ông nấy chách lưỡi. Thấy chưa? Vậy thấy á, cái điều người ta nói vậy thôi đó là để nhắc cái người phụ nữ mình á. Người ta nói ăn coi nồi ngồi coi hước, này nằm coi hước. Mình á, ăn ngồi đi đứng nằm ngồi mình hay là nằm gì, bản thân mình cũng phải xem lại mình là người phụ nữ. Mình phải có nết na làm sao để mình dạy con mình chứ. Có nhiều người ta vô ý là do gì bản thân người ta không được dạy đó quý vị. Nên cần nghe pháp không? Nó quá cần nghe pháp để nó dạy. Khi người ta nghe qua công đoạn này, bản thân người ta về sau người ta sẽ cẩn thận lắm. Hoặc là mình lỡ nằm trong cái chánh điện đi chăng, nhưng mà cái hướng nằm mình phải xem lại. Nếu người mà vô ý không hiểu, bây giờ người ta đi chùa người ta có nghe giảng dạy, người ta đâu có hiểu đâu, người ta đâu có nghe mà người ta hiểu. Khi người ta nằm mà nằm cái kiểu đó mà ta quay lại tượng Phật, quý vị thấy coi được không? Dù là Phật không có chấp nhất cái việc đó, nhưng mà cái hành động của mình không để ý, mình không coi được. Bây giờ nằm vậy ai mà nói đẹp không? Nằm gì mà nằm kỳ cục, đàn ông mà nằm như vậy coi cũng không được nữa, không chỉ là đàn bà. Mình phụ nữ mà mình nằm cái kiểu đó, gặp cái thằng nào dê hai cẳng nó xuất hiện. Cái kiểu mà ức kiểu đó mà xử lý bị luôn, hiểu chưa? Nên mình á, gọi là không có cái ý thức đó, thấy không? Nên nhận thức. Dù mình đi đến đâu cũng vậy, gia đình mình cũng vậy, mình có chồng có con gì cũng vậy, mình phải có ý thức, mình phải có cái nết na gì đó để nó tốt lên. Một người phụ nữ nhìn nó có cái vẻ đẹp. Một người phụ nữ mà nó mắc nết na thì dù có đẹp cỡ nào nó thành xấu. Một người phụ nữ mà dù không đẹp nhưng mà có nết na nó cũng trở thành người phụ nữ đẹp. Nên chúng ta ăn coi nồi ngồi coi hướng là gì đó. Ví dụ như mình làm đi, mình ngồi đi, mình đừng có ngồi mùa nước lũ. Ngồi mùa nước lũ là ngồi sao? Chành bành đó vậy đó, thấy không? Ví dụ như cái chỗ đó mình ngồi mình coi là coi cái hướng ngồi mình quay lại á, cái vị trí đó nó không có ai, hoặc là sao? Còn chứ mình ngồi giữa đường xá mà mình chành bành ra gì, thấy không? Mà gặp mà kiểu mà bận á, đồ như dưới quê mà đồ thun mà mỏng mỏng á, ngồi chành bành thì phe của, hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó, cái nết na đó quan trọng, nó cẩn thận tự mình xem lại, này quan trọng, thấy không? Nó xong á, thấy mấy thầy mấy chú đi qua lỡ ông nào ông nấy nói trời sao kỳ cục quá. Xong những đứa kêu Nhuận Ngôn, những đứa nói ông xuống cầm cái cây ông khiều khiều bà cái. Còn cái cây á nghe, cái cây mà có cái bàn tay mà vô bàn tay mà gãy ngứa đó quý vị, kêu lỡ lấy cái cây khiều bà cái xanh mày xanh mặt chứ, hiểu không? Rồi xong xuống nhắc bà mấy tiếng, nhắc cô ơi mai mốt có nằm thì quay hướng cho nó cẩn thận,
hiểu không? Nên nhắc bà, thấy không? Đó là một cái bài chia sẻ đơn giản gần gũi đó, mà nhiều người nghe tự mà nhận thức. Quý vị thấy cần phải nghe Phật pháp. Thế giới cực lạc mà mỗi ngày còn phô diễn pháp âm mà. Bây giờ một đạo tràng đông như vậy mà mỗi ngày mà không nhắc nhở niệm Phật, quý vị có thấy cái tâm của người ta làm sao tiến lên được? Người ta làm một cái gì quý vị biết rằng là người ta phải động viên, thì con người ta nó mới háo hức và làm, người ta mới hiểu nguyên lý. Khi hiểu nguyên lý rồi người ta làm nó mới háo hức cái tâm người ta. Quý vị biết tại sao mà mình làm việc gì cũng thành công không? Là vì mình làm việc gì mình cũng đưa ra cái tư tưởng giáo dục, mình nói cái lợi ích, ý nghĩa của cái việc làm. Nên khi người ta làm người ta mới phát tâm được. Quý vị biết ngày xưa mà thời chiến tranh á, mà người ta có thể bỏ mạng, người ta nhủi đầu vào bơm đạn để mà người ta chặn pháo. Khi mà người ta đẩy pháo đường Trường Sơn mà lui xuống, ta đưa người ta ép vào để mà ta kê vào cái bánh xe, không cho lui lại. Biết vì sao người ta có tâm đó không? Vì mỗi khi người ta nhập đảng người ta có một quyển sách. Và trong cái chỗ nhập đảng người ta có những cái người dạy cho người nhập đảng như thế nào thế nào, cái tâm như thế nào, phát tâm về đất nước như thế nào thế nào. Nên từ nơi giảng dạy đó mà cái tâm con người, người ta nghĩ về mọi người, nghĩ về đất nước, mà người ta không nghĩ cái mạng của người ta gì hết chứ. Đó quý vị thấy không? Cái vai trò nào mà không có giáo dục quý vị? Còn thí dụ như trong chùa này một ngày mà tu 4 thờ, con người quần quật làm việc, làm quanh năm suốt tháng, người ta còn được nghỉ lễ, nghỉ chủ nhật. Còn chùa mình những ngày lễ, những ngày chủ nhật thì càng làm. Vì sao con người ta có thể làm được như vậy? Là quý vị phải biết rằng cái nền giáo dục nó rất quan trọng. Cái sức mà gọi là giáo dục mà thúc đẩy con người ta để nhìn ra được cái việc làm mình ý nghĩa. Mới phát tâm làm được mà làm không thấy mệt. Vì biết được cái việc làm nó ý nghĩa sao sao, vạch cho người ta nghe. Nên cần nghe pháp là việc cực kỳ quan trọng của một đạo tràng. Không? Cực kỳ quan trọng luôn. Nhớ nghe. Quyết tâm về cực lạc vị ơi. Phải về cực lạc nghe. Mà muốn về cực lạc thì đừng có buồn dặn ai để trong tâm quý vị ơi. Rồi chúc quý vị an lạc, chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị à. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.